tôi về nha. Thầy ơi, đi về đi. Cô cứ đi đi lại lại như vậy hoài, sức đâu mà chịu nổi. Không mấy cho tôi theo về Sài Gòn chung với cô luôn đi. Vẫn chưa phải lúc. Anh đừng quên những gì tôi dặn dò nha. Cô cứ yên tâm đi, tôi nhớ không sót một chi tiết. Cô không cần vất vả lên trên này để kiểm tra tôi đâu. Tôi nhất định sẽ làm đúng như những gì mà cô yêu cầu mà. Tôi lặn lội lên đây không phải kiểm tra anh đâu, mà tôi muốn thông qua anh để gặp lại Đăng Duy của tôi. Sao còn đứng đó làm gì, chưa chịu về? Trời sắp mưa rồi đó. Tôi đi đây. Em lên đây sớm, nhưng em thấy có Thành Dân ở đây. Xém một chút nữa, sớm sát là lộ rồi. Có gì mà cậu vội vàng vậy? Em lập tức lên đây để báo cho anh biết một tin tức quan trọng. Nói qua điện thoại không có tiện lắm, em phải tức tốc lên đây liền. Là chuyện gì? Anh không thể nào mà ngờ đâu. Mẹ của anh, à không, chính xác là mẹ kế của anh, vừa nhận lại con riêng. Mà anh biết người con riêng đó là ai không? Là ai? Là giám đốc Khiêm. Giám đốc Khiêm của bệnh Thành Công nữa. Anh sao vậy? Anh ngạc nhiên tới nỗi anh điếng người luôn hả? Sao không còn cảm xúc gì hết vậy? Anh đã biết chuyện đó rồi. Anh biết rồi hả? Thành Dân đã nói cho anh biết. Vậy bây giờ anh tính là sao? Tính gì? Trời ơi, mọi chuyện gần như đã rõ được còn gì. Em nghi á, chính là bà mẹ kế của anh cùng với đứa con riêng âm mưu hãm hại anh nhằm mục đích chiếm gia tài đó. Cậu nghĩ anh nên làm gì trong lúc này? Báo công an đi. Báo công an thì đương nhiên là mình sẽ báo rồi. Nhưng rồi anh sẽ nói với công an là sao? Bằng chứng đâu để mà kết luận người ta muốn chiếm đoạt gia tài của anh? Có khi còn bị kiện ngược lại vì tội vu khống nữa đó. Anh chưa muốn phanh phui chuyện này. Nhưng mà tại sao vậy? Anh còn muốn biết thêm nhiều vấn đề khác nữa. Vậy ý của anh bây giờ là sao? Anh nói gì em không hiểu gì hết á. Họ muốn diễn thì anh sẽ cùng diễn chung với họ. Rất nhớ em, rất nhớ Mỹ Ngọc.
là Minh Hoàng, không phải là Đăng Duy. Mình không được lẫn lộn như vậy. Phải rồi, sao người bị chết cháy trong vụ tai nạn đó, biên bản của công an không nhắc tới việc đeo nhẫn đính hôn. Là người khác, không phải là Đăng Duy. Phải rồi, là người khác. Nhưng nếu không phải là anh Đăng Duy thì anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không trở về? Có khi nào vậy hôm đó giận mình mà anh đã tháo chiếc nhẫn ra? Mình phải tìm, có thể anh cất ở đâu đó trong phòng này thôi. Hiện nay còn 5 hộ gia đình nhất định không chịu nhận tiền đền bù để dời đi nơi khác. Nếu không di dời đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch, tiến độ xây dựng không đảm bảo, dẫn đến nhiều hệ lụy không hay. Cho nên việc giải tỏa di dời khu vực đó là mục tiêu hàng đầu của chúng ta. Tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này để có cách đối phó tốt nhất. Dạ. Chúng ta đã nhận được hồ sơ mời đấu thầu dự án của chung cư Hoa Mai. Ai có liên quan tới dự án đó thì xuống phòng họp với tôi. Còn lại giải tán. Cho tôi mượn hồ sơ đi. Vào đi. Chào chú. Con mời chú. Mấy đời gia đình tôi sống ở trên mảnh đất này rồi, tôi không có muốn dời đi đâu hết á. Mấy người có đền bù bao nhiêu tiền tôi cũng nhất quyết không có đi. Tôi không đồng ý với giá đền bù. Mấy người lấy đất cất chung cư và chợ, bán giá trên trời, rồi đưa người dân chúng tôi một chút tiền bèo bọt, chúng tôi không thèm, không chấp nhận được. Dạ, con xin mọi người hãy bình tĩnh nghe con nói. Con biết
là ai cũng muốn gắn bó với cái nơi mà nhà mình đã sinh sống mấy đời rồi. Nhưng xã hội ngày càng đi lên, việc thay đổi là tất nhiên ạ. Còn về giá cả đền bù, bà con được nhận với giá này là giá rất là cao so với mặt bằng chung rồi đó ạ. Cô về đi. Thôi cô về đi. Đừng có tốn thời gian nữa. Chúng tôi là đông lòng ở lại đây, nhất định là không đi đâu hết á. Có chết tôi cũng không đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có đền bù cũng không đi. Dạ. Thưa đúng bà đó. Con không có đi đâu đi, hết. Về đi. Đúng rồi đó. Mời ra khỏi nhà về đi. Về đi cô. Xin bà con đi con nói đã. Không bình tĩnh nghe con nói. Không có đi đâu hết. Vậy đi. Rất mong bà con suy nghĩ lại. Không có suy nghĩ gì hết. Không nói nữa. Không có lý do gì để nói nữa hết. Dạ con mong là bà con suy nghĩ lại giùm con ạ. Không có đi đâu hết. Không có suy nghĩ gì hết. Đi về đi. Về đi. Dạ. Tôi không có đi đâu hết á. Cảm ơn. Về đi. Đi đi. Mấy bữa nay em có gặp chị Kiều không? Dạ không. Mà thường đi giao đồ á, em cũng hay gặp chị lắm. Nhưng mà mấy bữa nay thì em không có gặp. Mà anh hỏi chi vậy? Mấy bữa rày á, ở bên đó lộn xộn lắm. Nhà chị Kiều á, với mấy hộ không chịu dời đi, bị dọa cho chết khiếp luôn. Trời trời, ai quăng vậy? Hả? Cái gì vậy? Hả? Ai vậy? Ai vậy? Đứng lại! Trời đất ơi! Đứa nào quăng vậy? Vô nhà tôi ăn cướp. Đứa nào quăng cái gì lên nóc nhà vậy? Họ quăng đồ dơ vô nhà, cho dân xì ke lãng vảng trước nhà nữa. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy? Sao, sao không báo công an? Báo thì có báo, nhưng mà đâu có chứng cứ gì đâu. Công ty nào mà làm ăn thất đức vậy? Tôi đang nói là công ty mà cậu đang làm đó. Là Phát Đạt sao? Thì đúng rồi, chính là công ty đó đó. Có mấy thằng quen với tôi, tụi nó nói thằng nào có máu mặt là được mướn tới đó. Chỉ cần á đi qua đi lại, chửi thề ổm tỏi là được có tiền. Sao có thể như vậy được chứ? Trước giờ công ty đâu có. Tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này để có cách đối phó tốt nhất. Không lẽ là... Không đâu. Không thể nào đâu. Mấy cái bông héo mình cắt phải không bác? Đúng rồi. À, vậy cái này héo nè bác. Để bác cắt bỏ đi ha. Đúng rồi, cắt nó đi. Nè, nè, Mỹ Ngọc ứa cho bác. Ứa ở đây nha bác nha. Mát quá. Cô bà ở đây chăm lo cho con Mỹ Ngọc, con nhỏ Thanh Dương càng yên tâm lo công việc ở công ty. Không được, mình không để nó lập được bất cứ công trạng gì. Mình không thể để nó ngồi vững ở vị trí đó. Trước mắt, phải tống cổ bà ra khỏi nhà này, để không còn ai cho nó dựa vào. Mai ra, nó thấy cô đơn hụt hẫng thì mới dựa vào con trai mình. Nè nè, bấm đi, bấm đi. Phải, nhất định phải tìm cách để bà Nhàn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Lịch sử hoàn thành. Cậu Tấn à, có dạ. Chuyện gì mà cậu gấp gáp quá vậy? À Tuấn Kiệt, tôi có việc quan trọng lắm, cần phải bàn với chủ tịch. Ủa,
Có chuyện gì quan trọng mà tôi thấy cậu trông căng thẳng quá vậy? Căng lắm. Mà chuyện gì mới được chứ? Anh biết không, các hộ dân ở công trình B không chịu di dời vì họ cho rằng có kẻ giấu mặt giở những trò bẩn thỉu. Tôi nghĩ đây không phải là chủ trương của công ty. Trước giờ phát đạt làm ăn có tiếng là đàng hoàng mà, đâu có thể nào giở thủ đoạn như vậy được. Bởi vậy nên tôi phải báo cho chủ tịch biết để mà giải quyết. Gì anh? Hồi sáng giờ chủ tịch bận họp, hay là để tôi nói là chủ tịch cho. Nếu không phải là chủ trương của công ty, chắc chắn chủ tịch sẽ làm rõ vụ này. Vậy tôi nhờ anh phải báo gấp chuyện này cho chủ tịch biết để mà giải quyết nha. Ừ, cậu yên tâm đi. Ừ. Chúng ta phải hạ uy tín của thành dân trước các cổ đông, đó là việc làm trước mắt. Đây đây, để bác làm cho. Dạ thưa bà, mọi việc bà dặn dò tôi đã làm xong rồi. Bây giờ bà có cần tôi làm việc gì nữa không ạ? Không cần đâu, cô về đi. Dạ cảm ơn bà. Ừ. Tôi về. Dạ, chào bà, cô Mỹ Ngọc, tôi về. Dạ, cô ba về cẩn thận nha, bye bye. Con đi cẩn thận nha. Dạ. Trong nhà có thêm người lạ, thiệt là bực mình. Xin lỗi chị, ý tôi nói là người giúp việc đó. Dạ. Tôi biểu Thanh Dân đừng có thuê người, vậy á mà nó không chịu nghe. Tuổi trẻ bây giờ thiệt không có giống lứa của tụi mình ngày trước hả chị? Tụi nó muốn làm gì là làm cho bằng được hả? Không bao giờ để ý lời khuyên của tụi mình. Ừ, chắc là con Thành Dân nó sợ chị vất vả. Nó thì suốt ngày ở công ty. Thì đó, tại vì nó ôm đờm. Tôi đã nói rồi, cứ ở nhà đi, tiền nó vẫn vô tài khoản, không thiếu một đồng nào hết. Những gì nó thừa hưởng của thằng Đăng Duy á thì vẫn là của nó. Đâu có ai mà vô đây giành giật gì của nó đâu. Chỉ là tôi muốn thằng Khiêm gánh đỡ công việc giùm cho nó, mà nó vẫn không chịu. Thiệt tôi không hiểu là con Thanh Dân nó đang nghĩ cái gì nữa. Dạ hôm trước tôi có nói chuyện với anh Thanh Dân, nó có nói với tôi là sở dĩ nó làm như vậy là vì nó không muốn phụ lòng của Đăng Duy. Quỷ biển. Ừ. Cái gì mà phụ lòng Đăng Duy chứ? Chỉ cần có người đưa vai ra gánh vác, giúp phát đạt đi lên là Đăng Duy nó đã tạ ơn lắm rồi. Dạ chị, nó trẻ người non dạ, chắc nó cũng ham làm quá đó. Thôi kệ nó đi chị, chừng thấy khó khăn quá chắc nó cũng phải buồn thôi. Trời ơi, đâu phải chuyện chơi đâu chị. Ngồi ở vị trí quan trọng trong công ty, lỡ như sai một ly là đi một dặm, rồi ảnh hưởng tới đời sống của bao nhiêu con người ở trong đó. Dạ dạ, để rồi tối nó về tôi sẽ khuyên nhủ nó. Chị ráng lựa lời khuyên nó nghe. Cũng vì thương nó rồi thấy nó vất vả quá cho nên tôi xót. Dạ tôi hiểu rồi. Hồ sơ mà cô cần tôi mang tới đây. Nhanh vậy hả? Đã có đủ hết rồi sao? Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ không có gì. Vậy cô có cần gì nữa không? Được rồi, anh cứ về làm việc đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Chào cô. Cảm ơn anh. Alo, tôi nghe. Hồ sơ dây không được giải quyết sao? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách khác. À.
Alo, chuẩn bị hết tài liệu thông tin về chứng khoán của ngày hôm nay, mang vào phòng cho tôi. Kịch hay sắp diễn ra rồi. Để coi cô nàng chủ tịch lơ mơ kia đối phó như thế nào với những biến cố này chứ. Muốn thâu tóm được Phát Đạt, chúng ta phải chờ giá cổ phiếu của Phát Đạt đi xuống, mình mua vào. Khi nào có đủ số cổ phiếu mình cần, chúng ta sẽ nắm được quyền quản lý, và từ từ mình sẽ hồi phục nó. Khi đó chúng ta sẽ tiến hành hợp nhất hai công ty. Như vậy, vị trí đầu bảng không còn Phát Đạt mà là Thành Công. Thành Công của chúng ta đó. Tốt quá, quá tốt. Chúc mừng chú. Vô đi. Thưa chủ tịch, công ty Dạng Niên vừa tuyên bố phá sản. Chủ tịch đã hay tin chưa ạ? Có liên quan tới Phát Đạt của chúng ta hả? Dạ, Dạng Niên đã ký hợp đồng cung cấp vật liệu cho công trình Kỳ Lợi của chúng ta. Bây giờ họ tuyên bố phá sản, chúng ta không kịp thời tìm ra nguồn cung cấp mới, chắc chắn công trình Kỳ Lợi sẽ không kịp tiến độ. Chủ tịch có biết trễ tiến độ Phát Đạt sẽ tổn thất bao nhiêu không? Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chủ tịch, cô là chủ tịch mà, sao lại hỏi tôi câu đó chứ? Phải rồi, sao tôi lại hỏi chị câu đó chứ? Chúc chủ tịch sớm tìm ra giải pháp nha. Tôi xin phép. Theo chú nghĩ, việc trước tiên là chúng ta phải khẩn trương tìm cho được vật tư uy tín. Điều này không phải dễ. Con thực sự lúng túng trước sự cố này, nhưng con sẽ cố gắng. Dạ, con xin lỗi chú. Alo, tôi nghe. Cái gì? Sao lại có tình trạng đó được? Được rồi, được rồi. Tạm thời cứ trấn an họ, tôi sẽ giải quyết liền nha. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chú ơi, 5 hộ dân không chịu di dời đi ở công trình B đó gửi đơn khởi kiện công ty chúng ta, đã dở thủ đoạn xấu xa, đe dọa họ, ép buộc họ phải dời đi. Sao lại xảy ra tình trạng đó? Chủ tịch là người trực tiếp gặp họ, đúng không? Dạ, đúng là con nói chuyện với họ, nhưng con không hề dọa dẫm hay là làm gì có hại cho họ đâu. Chắc chắn là có điều gì nhầm lẫn ở đây, con sẽ lập tức giải quyết. Con xin phép chú. Cậu mau lập tức tìm nguồn cung cấp vật tư cho công trình Kỳ Lợi, thay thế Dạng Niên vừa tuyên bố phá sản. Nhất định không để ảnh hưởng tới tiến độ thi công. Ngay bây giờ tôi cũng sẽ liên lạc một số nơi, có gì thông báo liền cho tôi biết. Nên nhớ, chất lượng là điều tôi quan tâm hàng đầu. Nếu không đúng tiêu chuẩn, cứ cho ngừng thi công. Biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chủ tịch.
cô qua phòng tôi gấp. Vô đi. Chủ tịch, chủ tịch gọi tôi. Tôi muốn biết danh mục vật liệu mà công trình kỳ lợi đang cần. Bây giờ tôi ra ngoài có việc. Chị đừng chậm trễ, sẽ mất mát rất nhiều thứ. Chị đi làm liền giùm tôi. Thưa chủ tịch, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Để tôi coi cô đối phó như thế nào đây. Chủ tịch ơi, chủ tịch, Mỹ Ngọc đi đâu mất tiêu rồi? Sao? Trời ơi, Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc, dừng lại. Mỹ Ngọc kìa, phải không? Nè, để tôi. Dự kiến còn khoảng bao lâu nữa thì xong? Dạ chắc cũng khoảng 2 tháng nữa anh. Ừ, cô đi làm việc đi. Dạ. Alo, tôi nghe, có chuyện gì? Tôi đang làm theo ý của anh nè. Anh không tận mắt chứng kiến á, tiếc thật đó. Là chuyện gì vậy? Không phải anh cần phân tán tình cảm thân dân với Mỹ Ngọc sao? Tôi đang có cơ hội cho con Mỹ Ngọc biến mất đây. Cái gì? Anh làm được sao? Sao anh tỏ ra coi thường tôi quá vậy? Tôi làm điều này á là có lợi cho chúng ta mà. Giờ sao anh có muốn tôi xử lý không? Mỹ Ngọc. À, thiên thần hộ mệnh nè. Em thấy lên sân thượng có mát không? Dạ mát chứ, mát dữ lắm á. Có hơi một chút xíu nắng chiếu vô mặt Mỹ Ngọc, nhưng mà không có làm mình đổ mồ hôi. Đúng rồi, thiên thần hộ mệnh sẽ che nắng cho thiên Mỹ Ngọc nha. Thiên thần hộ mệnh hay quá à. Hay quá, Mỹ Ngọc giỏi quá. Nhưng mà thiên thần hộ mệnh ơi, hả? Chị Hai dặn Mỹ Ngọc là không có được đi lung tung, không có được đi xuống đường á. Mà Mỹ Ngọc đâu có đi lung tung, đâu có đi xuống đường đâu. Mình lên sân thượng thôi mà, đúng không? Ờ, à, đúng rồi ha. Cái này Mỹ Ngọc đâu có đi xuống được, Mỹ Ngọc đi lên chứ bộ. Mỹ Ngọc giỏi quá. Hay quá. Ủa mà thiên thần hộ mệnh là ai vậy? Sao thấy quen quen á? Ờ, à, thì là thiên thần hộ mệnh của Mỹ Ngọc mà. Ủa, mà không có cây cánh vậy? Ờ, à, thì từ từ mọc cánh. Ủa, mà cánh nè, nó Mỹ Ngọc cũng có cánh nè. Cánh bay nè. Bay, bay, bay. À, thiên thần hộ mệnh ơi. Hả? Cho Mỹ Ngọc mượn cái mặt nạ nha. Ý, cái này không có mượn được. Mỹ Ngọc sẽ có cái khác đẹp hơn nha. Có cái khác nữa hả? Ừ. Đây, nè. Trời ơi, có một cái mới cho Mỹ Ngọc luôn, thích quá. Đẹp không Mỹ Ngọc? Dạ đẹp. Mỹ Ngọc có thích không? Dạ thích. Thích phải không? Dạ, cho Mỹ Ngọc nha. Ừ, cho Mỹ Ngọc nha. Dạ, dạ. Đây. Ý. Hả? Trời, rơi xuống. Ôi, rồi. Có mất tiêu rồi. Rớt rồi. Rớt rồi. Ờ, bây giờ Mỹ Ngọc có thích không? Bay xuống lượm đi. Bay xuống hả? Ừ. Dễ ẹt à. Ở nhà Mỹ Ngọc bay từ trên giường xuống hoài. Chị Hai giở tay khen Mỹ Ngọc đó. Mỹ Ngọc giỏi quá. Bây giờ Mỹ Ngọc bay xuống lấy đi. Dạ. Mỹ Ngọc hay quá. Hả? Hả? Nhưng sao mà vậy, Mỹ Ngọc? Cái này nó cao quá. Sao Mỹ Ngọc leo lên được? Ờ ha. À, bây giờ á, chờ thiên thần hộ mệnh chút xíu nha. Thiên thần hộ mệnh sẽ lấy cái ghế cho Mỹ Ngọc leo lên. Dạ. Nha. Chờ một chút nha. Nè Mỹ Ngọc ơi, có rồi. Có
có chiến thần hộ mệnh. Hay thiệt á, nhanh quá trời nhanh luôn. Giờ leo lên nha. Mỹ Ngọc giỏi quá, Mỹ Ngọc giỏi quá, Mỹ Ngọc ơi. Giỏi quá, Mỹ Ngọc giỏi. Kiếm ở bên kia coi. Từ từ anh. Camera kia, đi đâu mất rồi? Chủ tịch, chị đã nhìn thấy gì chưa? Không thấy gì hết. Chị thấy Mỹ Ngọc đang ngồi chơi, rồi thấy cái gì đó, rồi chạy ra ngoài rồi mất hút luôn. Không tìm thấy ở camera nào nữa hết. Thần ba đi. Mỹ Ngọc ơi, Mỹ Ngọc chuẩn bị bay. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc, hả? Mỹ Ngọc, em làm gì vậy hả? Gì hả? Anh làm em giật mình, anh Khởi. Em lên đây làm cái gì? Mỹ Ngọc lên đây để lấy thi thần hộ mệnh của Mỹ Ngọc đó. Anh Khởi coi nè, đó thấy chưa, thấy chưa? Coi chừng nữa. Hả? Nè, khoan, đứng đây chờ xíu nha. À, thiên thần hộ mệnh. Chủ tịch hả? Mệnh. Em tìm thấy Mỹ Ngọc rồi. Đang ở trên sân thượng. Dạ. Sao làm gì mà gặp Mỹ Ngọc cái thở dữ. Ngọc làm anh lo đó. Đừng có lo nha. Ngoan, Mỹ Ngọc thương. Hứa với anh, đừng có đi lung tung đâu hết nghe chưa. Dạ. Ngoan. Anh Khởi ngoan, anh Khởi đừng lo nữa. Mỹ Ngọc thương. Trời ơi, vậy đúng sao rồi. Được. Tụi tôi đã nói là được. Không đi mà. Cứ bắt tụi tôi đi hoài, kỳ quá à. Cô về đi. Chúng tôi không nói chuyện với những người công ty côn đồ đó nữa đâu. Đúng rồi, có gì lên đồn công an nói chuyện. Dạ không. Tưởng nói chuyện có tình có lý, chúng tôi còn chấp nhận dọn đi. Muốn giở trò gì đây? Chúng tôi nhất quyết cũng không đi. Xã hội này còn có luật pháp mà. Về đi. Đi về đi. Con đi về đi. Đúng rồi đó, đi về đi. Về đi. Về đi. Về đi. Lại đây làm việc. Xin bà con. Về đi. Xin bà con hãy nghe con nói được không? Nói cái gì nữa mà nói. Chúng tôi chỉ nói chuyện với công an thôi. Đúng rồi đó. Nói gì đi lên. Chị Dung, bây giờ phải làm sao đây chị? Hoài à, mệt quá. Trời đất ơi, cô làm cái gì đó, cô đứng lên đi. Xin bà con hãy nghe con nói. Cô làm con là người đại diện cho Phát Đạt. Con xin tạ tội với bà con về những việc làm không đúng vừa qua. Tuy đó không phải là chủ trương của công ty, nhưng trong vụ này có kẻ bên ngoài thừa nước đục thả câu, muốn hạ uy tín của Phát Đạt. Nhưng con thấy dân phải chịu trách nhiệm. Con xin cam đoan với bà con sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa. Con sẽ tìm ra kẻ chủ mưu những hành vi côn đồ đó để đưa hắn ra pháp luật để truy tố. Phải không? Phải không? Đúng có rồi. Phải không? Phải không? Mỹ Ngọc cũng quỳ giống chị hai luôn. Mấy cô chú đừng có ăn hiếp chị hai nữa được không? Mỹ Ngọc. Anh Nhân, chị Hiệp, sao anh chị với mọi người lại cư xử với cô chủ tịch như vậy? Cô chủ tịch, cô đứng lên đi. Giờ cái chân hết rồi nè. Bà con nghe nè. Vẫn đang nghe. Có người muốn hại công ty của cổ. Anh Hải chồng tôi cũng biết. Chị Hiệp, chị tin tôi đi. Cô chủ tịch và công ty của cổ tốt lắm, luôn giúp đỡ mọi người. Thì sao có thể làm những việc xấu với mọi người được? Thôi được rồi, chúng tôi cũng thấy được sự tận tâm của cổ rồi. Dạ. Những tổn thất vừa rồi của bà con, Phát Đạt nhất định sẽ đền bù. Mong bà con yên tâm. Ngày nào bà con chưa chịu di dời, ngày đó công ty của con sẽ cho người bảo vệ bà con. Vậy cũng được. Cậu nói như vậy nghe cũng được. Nghe được. Thôi, cô chủ tịch về đi. Để tôi nói chuyện với bà con cho. Dạ, cảm ơn chị. Về hả chị hai?
à, thôi thì cứ chờ coi cô sao. Thấy vậy cũng được chào đó. Cô, chào chị, chào chú Mỹ Ngọc về. Và hứa là đừng có la chị hai Mỹ Ngọc nữa nha. Nếu không Mỹ Ngọc dữ lên đó. Ủa, thôi chuyện bé mình đi em. Con chào bà con. À, thôi. À, bé nó bị cái gì vậy ta? Thôi gì đâu mà kỳ cục, dám la chị hai chú Mỹ Ngọc. Chị có sao không? Không. Ờ, vậy thôi em ra lấy xe nha. Ừ. Giận thiệt chứ. Hả? Ủa chị hai bị sao vậy? Mấy người đó la chị hai làm chị hai mệt đúng không? Không, chị hai không có mệt mà. Hay là Mỹ Ngọc chạy vô lấy nước cho chị hai uống nha. Thôi thôi thôi, được rồi, chị lo cho Mỹ Ngọc thôi. Vậy dẫn Mỹ Ngọc đi coi chừng té. Khởi này lâu quá. Anh hai mới về. Ừ. Mình có nên nói với anh hai những nghi ngờ trong lòng mình? Vì ngoài anh hai ra thì không có ai có mục đích làm hại Mỹ Ngọc. Anh hai uống miếng nước. Cảm ơn cậu. Bữa nay cậu không đi đâu chơi sao? Cái chuyện ở công ty anh có nghĩ gì không anh hai? À, chuyện con bé Mỹ Ngọc khiến mọi người một phen quản dế chứ gì. Phải. Thì con bé đi lung tung chỉ vậy thôi. Anh không cảm thấy lạ là tại sao Mỹ Ngọc lại đi đúng vào điểm mù của camera? Có thể là sự trùng hợp. Còn cậu, cậu đang nghĩ điều gì? Cậu đừng nói với tôi là cậu nghi ngờ có ai đó đang giở trò. Đúng vậy, em nghĩ có người nào đó hiểu rõ về hệ thống camera giám sát, cố tình dẫn dụ Mỹ Ngọc lên sân thượng để không bị nghi ngờ. Tào lao quá. Ai mà rảnh làm ba có chuyện đó. Tự nhiên rủ Mỹ Ngọc lên sân thượng rồi không hại gì đó thì rủ làm gì? Em không biết nữa, nhưng mà em nghĩ lúc này á, tôi thấy cậu tào lao quá mức rồi đó. Thôi dọn cơm ăn đi, tôi đi thay đồ đây. Mình cũng quá đáng lắm khi việc gì xấu cũng áp đặt cho anh hai. Chị hai. Anh đó mua mặt nạ cho Mỹ Ngọc chưa? Mặt nạ gì? Em nói anh nào? Cái anh đeo mặt nạ mà hồi trưa chị hai kêu là dẫn Mỹ Ngọc lên sân thượng đó. Chị hai không nhớ hả? Em nói sao? Có người dẫn em lên trên đó hả? Không phải tự em đi sao? Có người dẫn Mỹ Ngọc lên đàng hoàng nha. Mỹ Ngọc là đây, là đây. Mỹ Ngọc có đẹp không? Dạ đẹp, đẹp quá trời luôn á. Cho Mỹ Ngọc nha. Anh sẽ cho Mỹ Ngọc. Chị hai sợ em buồn cho nên á kêu anh tới đây chơi với em nè. À, vậy giống như ông Bụt vậy á hả? Anh không phải là ông Bụt mà là thiên thần hộ mệnh.
Dạy cho Mỹ Ngọc đi, Mỹ Ngọc thích dữ lắm á. Được rồi, bây giờ anh sẽ cho Mỹ Ngọc. Nhưng mà mình lên sân thượng đi, cho anh cho Mỹ Ngọc nha. Dạ. Bây giờ Mỹ Ngọc làm theo anh nha. Làm theo hả? Ừ. Mỹ Ngọc giỏi lắm á, cái gì cũng làm được hết đó. Vậy nhưng hả? Mà làm xong rồi cho Mỹ Ngọc nha. Nó nhỏ nhỏ thôi. Mình dạ. Đi Mỹ Ngọc à, nép sát vô đó. Phải rồi. Mỹ Ngọc đi sát gạt luôn nè. Giỏi quá đó. Đi nép sát vô. Phải rồi. Hay quá Mỹ Ngọc ơi. Được rồi Mỹ Ngọc, nhanh lên. Nè Mỹ Ngọc, em có biết là hồi trưa chị sợ lắm không? Từ nay về sau em không được quên lời chị dặn. Em đâu có quên đâu, em vẫn nhớ chứ bộ. Chị hai dặn là không có được xuống lầu. Ừ. Em đâu có đi xuống, em chỉ đi lên sân thượng thôi mà. Đi lên chứ có phải đi xuống đâu. Là lỗi của chị, chị xin lỗi em. Nhưng mà từ nay em đừng bao giờ đi theo người lạ, dù là ở công ty, em nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Tôi đã giao hết tài sản lại cho em, chỉ nhờ em trông chừng Mỹ Ngọc. Mà em lại để cho nó đi mất. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy hả? Sao vậy hả Thanh Vân? Anh Đăng Duy, anh nghe em nói, em không cố tình đâu. Mỹ Ngọc đi mất em cũng đau lòng lắm. Anh đã không còn gì ngoài đứa em gái. Trả Mỹ Ngọc lại cho anh. Mau trả Mỹ Ngọc lại đây, nhanh lên. Nếu cô chỉ nghe lời tôi thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này. Bây giờ cô tính làm sao hả? Bây giờ cô tính làm sao? Trả Mỹ Ngọc lại cho anh, mau trả lại đây. Sao, có bằng lòng đánh đổi hay không? Đưa tài sản về công ty cho tôi, tôi sẽ trả Mỹ Ngọc lại cho. Tài sản đó không phải là của em, em không xứng đáng được hưởng. Em biết phải làm sao bây giờ hả Đăng Duy? Trả Mỹ Ngọc lại cho anh, trả tài sản lại cho anh. Đưa tài sản, sang hết cổ phần cho tôi trả Mỹ Ngọc lại cho. Đưa đây, đưa đây. Trả Mỹ Ngọc lại cho anh. Đưa đây, mau trả Mỹ Ngọc lại cho anh. Đưa đây, đưa hết tài sản đây. Trả Mỹ Ngọc lại cho anh. Đưa đây, trả Mỹ Ngọc lại cho anh. Thay cổ phần cho tôi. Trả Mỹ Ngọc lại cho anh. Tôi. Đưa đây cho anh. Không. Đăng Duy ơi, em không biết mình có thể chống chọi tới khi nào nữa. Em phải làm sao, phải làm sao mới có thể chuộc được tội lỗi của mình đây anh? Anh Vân, anh đoán lại em ở đây mà. Sao em tới đây làm gì vậy? Em tới thăm nó hả? Anh có chuyện gì cần nói với em. Sáng nay anh có nghe chuyện của Mỹ Ngọc, anh lo lắng cho em lắm. Anh Vân à, anh nghĩ là từ đây về sau em đừng dẫn Mỹ Ngọc vào công ty nữa. Cảm ơn anh đã lo cho em. Em đang cân nhắc cách nào tốt nhất cho Mỹ Ngọc. Thanh Vân à, Thanh Vân, em không còn muốn tựa vào anh nữa hả? Em hãy tựa vào anh đi, anh sẽ không để cho em phải lo lắng, phải đau khổ nữa. Anh buông em ra. Thanh Vân. Nè Thanh Vân à, Thanh Vân, anh uống sai anh rồi. Anh yêu em mà. Anh vô nghỉ ngơi đi, về phòng đi. Thanh Vân à, anh yêu em, anh còn yêu em lắm. Anh Vân à, muốn cái gì thì hãy làm đại từ đầu đi. Anh Vân, Anh Vân à,
Chúng ta làm lại từ đầu đi. Làm lại từ đầu đi. Anh buông em ra. Nguy hiểm lắm. Anh biết em dễ còn thương em mà. Cái gì vậy? Chúng ta phải thuộc về nhau. Chúng ta phải thuộc về nhau. Buông em ra đi. Thanh Dương à. Thanh Dương. Anh Dương, chúng ta sẽ làm đám cưới. Chúng ta sẽ làm đám cưới giống mới như lại mong muốn. Thanh Dương à. Đứng yên đó. Anh mà sớm tới, tôi sẽ giết anh đó. Em không làm gì được anh đâu. Bỏ dao xuống đi Thanh Dương. Bỏ dao xuống đi Thanh Dương. Anh dám làm vậy, tôi sẽ chết trước mặt anh đó. Thanh Dương à, bình tĩnh. Em bỏ dao xuống đi. Em đừng làm bậy nha. Anh hứa sẽ không làm gì hết. Em bỏ dao xuống đi. Anh đi ra khỏi đây. Thanh Dương à. Nhanh. Đưa dao cho anh. Đưa dao cho anh. Anh đi ra khỏi đây. Thanh Dương à. Thanh Dương. Đưa dao cho anh. Đi ra khỏi đây. Được rồi, được rồi. Nhanh lên. Em bình tĩnh. Em hứa cho anh là phải bình tĩnh nha. Đừng làm chuyện dại dột đó. Anh sẽ đi liền mà. Anh sẽ đi liền. Thanh Dương à. Hứa là không được làm bậy đó. Anh sẽ đi liền. Anh sẽ đi liền. Sao bây giờ? Anh ở đâu vậy anh ơi? Alo, tôi nghe đây. Đằng Nhi, em thực sự cần có anh. Em cần có anh mà. Thanh Dân, cô bình tĩnh lại đi. Cô nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Em khổ quá anh ơi. Chuyện gì vậy Thanh Dân? Chuyện gì xảy ra vậy? Nói tôi nghe đi. Là chuyện gì? Em đừng sợ, anh sẽ về liền với em. Không được. Nếu mình về lúc này thì bao nhiêu kế hoạch sẽ tan thành hết. Mình có thể mãi mãi sẽ không biết được tận cùng của sự thật là gì. Không được, mình phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Không được, mình không được yếu đuối. Mình nhất định không được yếu đuối. Mình phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ được Mỹ Ngọc. Mới có thể giành mặt được kẻ đã hại chết anh Đăng Duy. Thanh Nhân à, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô có bị làm sao không? Tôi gọi lộn số.
Tôi rất buồn, chỉ vậy thôi. Không có gì đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Cô có cần tôi về Sài Gòn với cô không? Thành Vân, cô có nghe tôi nói không vậy? Có. Tôi vẫn đang nghe. Tôi hỏi lại lần nữa, cô có muốn tôi về Sài Gòn với cô lúc này không? Để tôi nghĩ kỹ đã rồi sẽ liên lạc lại với anh. Khuya lắm rồi, anh đi ngủ nha. Tôi cũng đi ngủ đây. Chúc cô ngủ ngon. Rồi mình còn đi làm nữa, chứ không trễ giờ á, mấy anh chị nhân viên của Mỹ Ngọc đợi. Ta nghe nói hôm qua Mỹ Ngọc làm náo loạn cả công ty, đúng không? Đâu có đâu, Mỹ Ngọc rất là ngoan á nha. Dạ Mỹ Ngọc rất là ngoan, mọi chuyện là con hồ đồ thôi. Ta đã nói rồi, cô ôm đờm việc của công ty sẽ không thể nào chăm sóc tốt cho Mỹ Ngọc được. Hôm qua may mắn là con nhỏ không bị sao, lỡ hôm khác nó đi ra đường rồi đi mất thì sao? Cô có bảo đảm là cô sẽ luôn để mắt tới Mỹ Ngọc không? Đâu có đâu, con nghe lời chị hai mà, con đâu có đi ra ngoài đâu mẹ. Phải chi sức khỏe ta còn tốt, ta sẽ chăm sóc Mỹ Ngọc giùm cô, chứ kiểu này ta ở nhà cũng không yên tâm. Mẹ nói không sai, anh nghĩ là em nên ở nhà chăm sóc cho Mỹ Ngọc đi. Hai chị em muốn đi đâu thì cứ đi, còn nếu cần anh sẽ về phát đạt phụ em một tay. Tất nhiên là tài sản và cổ phần vẫn là của em và Mỹ Ngọc, anh chỉ về đó giúp đỡ em thôi. Em biết bác và anh muốn tốt cho em và Mỹ Ngọc, nhưng hai người yên tâm, em sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa đâu. Em ăn nhanh lên rồi mình còn đi làm. Dạ. Cảm ơn chị hai. Chị hai đi từ từ thôi. Mỹ Ngọc ngoan đó. Thanh Vân à, để anh đưa hai chị em tới công ty kìa. Không cần đâu, có chú Sáu chuẩn bị xe rồi, anh cứ đi trước đi. Chuyện tối qua cho anh xin lỗi nha, do anh say quá. Tôi biết anh uống say mà, tôi không để tâm đâu. Anh đi đi. Đi mà không có chào người ta gì hết á, ngồi gì mà không lịch sự. Anh đi trước với Mỹ Ngọc. Bye bye Mỹ Ngọc. Mình đi thôi em. Dạ. Đi làm với chị hai. Hành động dọa dẫm, khủng bố tinh thần, buộc họ phải di dời là hành động không thể chấp nhận được. Cho dù hiện tại họ đã được xoa dịu, nhưng mà nếu chúng ta không làm rõ chuyện này, Phát Đạt khó tránh được những tai tiếng. Tôi nhất định sẽ cho người điều tra làm rõ chuyện này mới được. Trở lại vấn đề của công trình Kỳ Lợi, anh Tấn. Dạ. Anh tìm được chỗ nào cung cấp cho chúng ta số vật tư đó chưa? Thưa chủ tịch, tôi đã liên hệ với nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được. Anh cứ nói với bên tài chánh, dù thiệt hại vừa rồi cứ làm rõ báo cáo với hội đồng quản trị đi. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, và tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp chuyện di dời của người dân. Nếu như kịp tiến độ thì phần lời đó, mà cụ thể là phần lời của tôi, sẽ đắp vào đó cho tới khi nào hết nợ thì thôi. Dạ chủ tịch, tôi xin lỗi. Là điện thoại của giám sát công trình. Anh nghe đi. Alo, tôi nghe. À, được rồi, tôi sẽ cho người xuống ngay. Có chuyện gì sao? Chủ tịch, công nhân ở công trình Sky 2 bị một nhóm người lạ mặt khống chế, không cho đến công trình. Giám sát công trình báo lại,
là hôm nay gần một nửa số công nhân vắng mặt bởi vì cùng một lý do. Tại sao họ phải làm như vậy? Đơn giản thôi, họ không muốn chúng ta hoàn thành công trình đúng hạn. Kỳ Lợi không có nguồn vật tư, Sky High không đủ công nhân. Nếu cả hai công trình đều không hoàn thành đúng hạn thì chúng ta sẽ như thế nào? Nhất định phải tìm cho ra lý do có sự trùng hợp này. Đây là phần của cậu. Tốt nhất cậu nên lánh đi đâu đó một thời gian đi. Bên Phát Đạt đang đau riết truy tìm người cầm đầu phá rối. Anh cứ yên tâm, thằng Bỉnh này mà ra tay thì không có vấn đề gì hết. Bọn chúng không lần ra được tôi đâu. Ừ, nhưng để đề phòng cậu cũng nên lánh đi vài ngày. Được, có gì cần thì gọi cho tôi. Ừ. Thành Dân ơi là Thành Dân, em tưởng em có thể tìm ra kẻ chủ mưu sao? Em đúng là khờ quá. Alo, tôi nghe nè Bảo Hân. Vụ đó sao rồi? Tôi nhờ một vài người bạn tìm giúp rồi. Tìm được rồi đó. Báo tin vui nè, tôi đã tìm được một công ty sắp nhập về nguồn vật tư mà Thanh Dân đang cần. Thông tin của công ty đó tôi gửi mail cho Thanh Dân nha. Trời, mình mừng quá đi. Mình sẽ lập tức liên hệ với họ. Cảm ơn bạn yêu thương của tôi nha. Tạm biệt nàng, bye bye. Tài liệu tôi cần chị chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, đây, thưa chủ tịch. Ừ, cảm ơn chị. À, chị nói với chú Sáu chờ tôi sẵn dưới cổng, 10 phút nữa tôi xuống tới. Chủ tịch định đi đâu hả? Không phải chúng ta đang cần nguồn cung cấp vật liệu thay vào chỗ của Dạng Niên hả? Chủ tịch đã tìm được rồi hả? Cũng chưa chắc. Vậy nha, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt ở dưới đó. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn chị. Xin phép chủ tịch. Là tôi nè. Tôi gọi để báo cho anh biết, hình như cô ta sắp tìm được nguồn cung cấp vật tư cho Kỳ Lợi rồi đó. Vậy sao? Anh liệu mà ngăn chặn cô ta đi nha. Tôi biết rồi. Đừng có tưởng dễ ăn nha. Anh thấy vấn đề lúc nãy họp cần phải bàn thêm nữa, không thể nào vội vàng quyết định được. Nếu như có chuyện gì hãy báo cho anh biết nha. À, thiên thần hộ mệnh Nguyễn Ngọc. Thiên thần hộ mệnh của em nè. Rồi mặt nạ của em đâu? Anh hứa là mua mặt nạ cho em mà. Ủa, mà sao hôm nay anh không có đeo mặt nạ vậy? Ủa, Nguyễn Ngọc, anh là Tuấn Kiệt mà. Em nói thiên thần gì, mặt nạ gì anh không hiểu. Thì em biết anh là anh Tuấn Kiệt mà. Nhưng mà anh cũng là thiên thần hộ mệnh của Mỹ Ngọc nữa. Anh hứa là mua mặt nạ cho Mỹ Ngọc mà anh quên rồi. Là Mỹ Ngọc đợi quá trời đợi luôn á. À, Mỹ Ngọc thích mặt nạ đúng không? Được rồi, một lát nữa anh mua cho Mỹ Ngọc nha. Hả? Bây giờ anh ngoéo tay đi. Hôm bữa anh quên ngoéo tay, cái anh quên mua cho Mỹ Ngọc luôn. Ngoéo tay đi. Rồi, 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 được rồi, ngoéo tay nha. Món này nữa nè. Rồi, anh sẽ hứa mua anh nha. Anh nhớ mua nha. Mỹ Ngọc đợi đó. Rồi. Mỹ Ngọc nói gì á?
Tôi không hiểu gì hết. Chắc Mỹ Ngọc nói lung tung thôi, anh đừng có quan tâm. Mình đi em. Nhớ là hứa mua cho Mỹ Ngọc rồi nha. Rồi rồi rồi, anh Mỹ hứa. Mỹ Ngọc rồi, anh đừng có quên nha. Rồi, anh biết mà. Cảm ơn anh. Sao Mỹ Ngọc lại gọi anh là thiên thần hộ mệnh? Rồi mặt nạ gì vậy, ở đâu? Đầu óc Mỹ Ngọc không được bình thường mà. Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây. Em mời chị. Cảm ơn em. Dạ chị, chị có hẹn trước với giám đốc chưa ạ? Chị không có hẹn trước, nhưng mà em cứ nói với giám đốc là có đại diện của tập đoàn Phát Đạt tới gặp giám đốc để trao đổi một số việc. Dạ, vậy chị đợi em một chút. Chị hai ơi. Em nói bụng quá, mình đi ăn đi. Rồi chị biết rồi, em đợi chị một chút xíu nữa thôi, rồi chị dẫn em đi ăn nha. Một chút xíu thôi nha. Rồi mình đi ăn cái gì ngon ngon nha. Nhất trí. Búp bê đợi một xíu, chị hai làm công việc xong rồi mình đi ăn đồ ngon nha. Dạ hôm nay giám đốc không tiếp chị được, chị thông cảm đặt lịch hẹn. Chúng tôi sẽ sắp xếp rồi liên lạc với chị sau. Tôi chỉ cần trao đổi với giám đốc khoảng 10 phút thôi. Chỉ cần 10 phút thôi, nhờ em nói lại giúp. Không được, mong chị thông cảm, giám đốc em hiện đang rất là bận. Không sao hết, chị sẽ ngồi đợi ở đây, khi nào giám đốc xong việc thì nói cũng được nha. Dạ chị. Nhờ em nói giúp chị nha. Dạ chị đợi em chút. Cảm ơn em. Nè. Đi nạp năng lượng cho cơ thể đi chứ, đừng ngược đãi nó. Có ngày nó sẽ chống lại, không chịu hợp tác với cậu đó. Tôi chưa lập xong hồ sơ này nè. Tự nhiên tôi thấy thương cho chủ tịch của mình ghê, phải quỳ gối xin lỗi người dân, trong khi lỗi không phải do mình gây ra. Là sao? Cậu không biết gì hết nữa. Không. Không biết ai giở trò với các hộ dân không muốn di dời, mà họ cũng đâu có dựa. Đưa đơn kiện Phát Đạt, mai mộng qua chủ tịch đích thân xuống xin lỗi, giải thích cho họ biết là có người cố tình làm vậy để hãm hại, rồi nhờ chị Phượng thuyết phục họ mới chịu rút đơn về đó. Trước đó chủ tịch không biết gì hết hả? Không, lúc biết á thì họ đã gửi đơn đi rồi. Chủ tịch đang cố tìm ra ai là kẻ đứng sau vụ này. Đây không phải là chủ ý của chủ tịch sao? Cậu sao vậy? Cậu nghi ngờ chủ tịch làm à? Tôi đã biết trước chuyện này rồi, tôi có đi báo cho chủ tịch biết mà. Cậu nói sao? Cậu báo chủ tịch biết vụ bê bối này hả? Đúng. Nhưng không phải là tôi báo trực tiếp. Tôi gặp anh Tuấn Kiệt á, nhờ anh báo cho chủ tịch biết để mà chủ tịch giải quyết. Không lẽ sự việc quan trọng như vậy mà anh Tuấn Kiệt quên sao? Dạ. Chào con. Dạ cháu chào chú. Chào chú. Thưa chú, xin chú cho cháu chỉ 10 phút để trao đổi thôi. Giờ này là mấy giờ rồi, cô không biết sao? Tôi còn phải ăn cơm. Dạ nếu được, cháu xin phép được mời chú ăn bữa trưa ngày hôm nay. Cháu xin chú đừng từ chối ạ. Đúng rồi đó chú, đi ăn cơm đi, Mỹ Ngọc đã bụng quá. Đi chú. Mỹ Ngọc à, xin lỗi chú. Được rồi. Dạ cháu cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Đi ăn cơm. Đi ăn cơm thôi. Ủa Thiên Kim, gì vậy? Anh có chuyện này quan trọng. Đi vào trong, anh sẽ nói. Ngồi xuống đây. Anh có tin vui cho em. Có chuyện gì mà anh gấp gáp quá vậy? Tin vui gì? Tên tên tên. Đó, em thấy không, những yêu cầu mà em đưa ra đều có hết. Em thích chưa?
Vậy thì tốt quá. Em lập tức đăng ký ngày phép. Cuối tháng này mình đi nha. Em vừa nói gì? Em có thể lặp lại một lần nữa được không? Thì em nói từ lúc trưởng thành tới bây giờ, đây là lần đầu tiên em xưng hô em với anh. Thiên Kim à, Thiên Kim, em có biết á, là anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm không em? Thì cũng có gì đâu, hồi nhỏ em vẫn xưng hô anh em với anh mà. Nè, anh mà không lo đi xin giấy phép đi hả, không thôi em đổi ý à. Được rồi, anh sẽ đi liền. Anh đi liền nha em. Chị hai có tin là Mỹ Ngọc hút một hơi là hết cái ly này không? Rồi chị tin, nhưng mà uống từ từ thôi. Để sặc đó. Dạ chú. Nè, cái tay sao lại dính tương ớt rồi? Cái này không phải tại Mỹ Ngọc làm dính đâu nha, tại tương ớt nó tự động dính vô tay Mỹ Ngọc đó. Ở nhà cô không có ai ở nhà sao mà cô phải dẫn theo cô bé này? Dạ, mẹ mấy không có được khỏe, mẹ mấy cũng chỉ mến có một mình cháu thôi à. Thôi được, cô có gì cần nói thì cô nói đi, rồi còn đưa cô bé về nghỉ ngơi. Dạ chú ơi, chắc chú cũng đã nghe là công ty Dạng Niên tuyên bố phá sản. Dạng Niên đã ký kết cung ứng lô hàng vật tư nhập khẩu cho công ty của cháu, nhưng mà bây giờ họ không thể nào thực hiện hợp đồng được chú. Mà bên cháu cũng không thể nào chờ một khoảng thời gian dài từ đặt hàng rồi tới nhận hàng được. Cháu được biết là công ty của chú sắp nhập về một lô hàng đúng như lô hàng mà bên cháu đang cần. Cháu mong chú có thể... Lô hàng đó tôi đã ký kết với người ta, không thể bán cho bên cô được. Coi bộ cô đã bứt trắng bữa ăn trưa này rồi. Dạ, cháu cũng đã tìm hiểu, công ty mà chú ký kết hợp đồng, thực ra họ chưa cần tới lô hàng đó. Có thể chú về chuyến sau vẫn còn kịp đó chú. Cần hay chưa, đó là việc của họ, tôi chỉ làm đúng như hợp đồng đã ký. Chú ơi, chú coi chú giúp cho cháu lần này được không chú? Phí trễ hợp đồng với bên kia chú xin chịu hết. Chú ơi chú, chú giúp chị hai con đi chú. Mai mốt á, chú có cần nhờ chuyện gì Mỹ Ngọc giúp lại cho chú. Ngoan đi Mỹ Ngọc, em ngồi yên đi cho chị hai nói chuyện nha. Dạ. Vấn đề không nằm ở khoản phí tổn mà là danh dự, là uy tín của công ty tôi. Tôi mong cô thông cảm. Ngoài chuyện này ra, nếu còn chuyện gì có thể giúp được cô thì tôi rất sẵn lòng. Một lần nữa cảm ơn vì bữa ăn trưa này. Chú ơi, nếu như mà cháu thỏa thuận được với bên đối tác của chú có sẵn lòng bán lô hàng đó cho Phát Đạt không chú? Cô thỏa thuận với đối tác của tôi, cô biết là Thành Công là đối thủ của Phát Đạt mà, liệu họ có đồng ý không? Dạ cháu biết, nhưng cháu sẽ cố gắng. Được, nếu cô thỏa thuận được với bên đó thì tôi rất sẵn sàng. Dạ cháu cảm ơn chú. Chào cô. Dạ. Dạ cháu chào chú. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú đã giúp cho chị hai của con. Bắt tay một cái nha chú. Em. Dạ cháu xin lỗi chú. Á, không sao. Là hứa là giúp cho chị hai con Mỹ Ngọc không có được nuốt lời nha. Kìa Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc chúc cho chú thiệt là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi như vậy, trẻ măng à. Nếu mà chú không có giúp cho hai chị em, à không, tới ba chị em con lận, là tụi con buồn dữ lắm á. Cố gắng hả? Chú hứa rồi nha. Dạ cháu cảm ơn chú. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Bye bye chú. Bữa nay Mỹ Ngọc biết nói chuyện quá ta. Còn nói giúp chị nữa. Nhưng mà nghe chị dặn nè, Mỹ Ngọc, lần sau chị mà đang nói chuyện với người lớn, em đừng có xen vô nha. Dạ, em chỉ muốn giúp chị hai thôi mà. Ừ, giỏi nè. Thank you.
chị Khánh Hà ơi, có Mỹ Ngọc tới chơi nè. Trời ơi, Mỹ Ngọc. Khánh Hà. Sướng vậy ta, được đi chơi hả? Có nhớ Mỹ Ngọc không nè? Nhớ Mỹ Ngọc nhiều lắm. Chị ơi, nhà mình có khách quý nè. Mình là khách quý kìa chị hai. Mỹ Ngọc nè, hôm nay chị sẽ cho Mỹ Ngọc một bất ngờ lớn luôn nha. Bất ngờ là được ăn kem hả? Không, còn hơn cả ăn kem nữa. Mà em phải bình tĩnh đó. Chị Khánh Băng hả? Chị Khánh Băng là con ma đó, chết rồi. Nè 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 nè, em sợ chị Khánh Băng sao? Không phải sợ chị Khánh Băng mà sợ con ma. Không, đây là người thật, không phải là ma đâu. Hả? Không phải là ma hả? Là chị Khánh Băng đó. Cho gờ một cái nha. Gờ đừng, gờ đừng nè. Đâu phải là con ma đâu, là chị Khánh Băng đó. Có chị Khánh Băng ở đây rồi. Mỹ Ngọc ngoan, ở lại chơi với chị Khánh Băng ha. Dạ. Được thôi, nhà có thêm người càng vui mà. Chị với Khánh Hà, cho em gửi tạm Mỹ Ngọc ở đây một chút. Em có việc cần giải quyết, nhưng mà không tiện đưa Mỹ Ngọc theo. Với lại Mỹ Ngọc cũng mệt rồi từ sáng tới giờ. Không có mệt, không có mệt. Chơi tới chuyện tối tới ngày mai cũng được nữa. Đó, dừng thấy chưa, Mỹ Ngọc ở đây lúc nào cũng được hết nha. Dạ. Nè, em ở lại đây chơi với chị Hoài Thương và chị Khánh Hà nha. Giải quyết xong mọi chuyện, chiều chị đón em về. Không, không, chơi với chị Khánh Hà và chị Khánh Băng à. Không có chơi với chị Hoài Thương đâu. Mà nè, chị hỏi em nè, em thấy tên Hoài Thương có đẹp không? Cũng đẹp. Quá đẹp luôn đó chứ. Đẹp không? Đẹp. Vậy bây giờ mình thử gọi chị Khánh Băng là chị Hoài Thương thử coi. Hả? Hay lắm đó, chị ấy sẽ vui lắm đó. Chị hai nói sao thì nghe vậy đi. Em gọi thử coi chị ấy có vui không. Chị Hoài Thương. Vui kìa. Ok, Hoài Thương thì Hoài Thương. Ok, Hoài Thương thì Hoài Thương. Ok. Thôi, bây giờ chị đưa em lên trên nha. Dạ. Dạ. Thôi đi chơi nha. Cảm ơn chị. Đi chơi, đi chơi. Bye em. Đi lên đi chơi, đi chạy. Đây, đây. Dân cứ yên tâm đi, không sao đâu. Gọi Mỹ Ngọc ở đây là mình yên tâm lắm rồi. Thôi mình đi nha. Mình cảm ơn. Không có gì đâu. Đi nha. Tội nghiệp ghê. Đương nhiên là phải giao hàng đúng theo hợp đồng rồi. Nói với bên đó, bên mình không chấp nhận trễ hàng. Vậy nghe. Alo, anh nghe là Thanh Vân. Thanh Vân à, em ăn cơm chưa? Hay là anh đưa em tới quán ăn nào đó, mình vừa ăn vừa nói chuyện. Em không ăn đâu, em ăn rồi. Anh Khiêm à. Em có một việc cần anh giúp. Em nói đi, chỉ cần trong khả năng của anh sẵn sàng làm. Em nghĩ là việc này nếu muốn thì anh sẽ giúp em được. Em nói anh nghe, em cần gì? Chắc anh cũng biết về công ty Dạng Niên. Em biết chứ. Do sự cố của Dạng Niên nên Phát Đạt hiện đang cần một khối lượng lớn vật tư cho công trình đang xây dựng. Rất may là em biết được thành công của anh, đang nhập lô hàng vật tư đúng lại mà em đang cần. Anh có thể nào nhượng lại cho Phát Đạt được không? Rất tiếc, việc này nằm ngoài khả năng của anh. Dù anh rất muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm em à. Em cũng biết, vị trí của anh đã thành công, chỉ là một giám đốc nhỏ nho thôi. Anh không thể tự quyết định được chuyện này. Em biết anh không có quyền quyết định, nhưng anh có thể giúp em thuyết phục ông Thành, có đúng không? Rất khó. Em cũng biết, Phát Đại và thành công trước giờ là đối thủ của nhau. Ông Thành sẽ không vì mấy lời nói của anh mà đưa tay ra giúp Phát Đạt trong lúc khó khăn này đâu.
Nhưng anh có một cách giúp em vượt qua khó khăn này. Cách gì? Đưa Phát Đạt sát nhập vào thành công, mọi khó khăn của Phát Đạt sẽ nhanh chóng được tháo gỡ thôi. Không thể. Không đời nào. Em không thể nào mất Phát Đạt được. Phát Đạt có sát nhập vào thành công hay không, em cũng không mất phần lợi của mình đâu. Em còn non nớt lắm, mà thương trường thì quá nhiều khó khăn, một mình em không đủ sức để chống chọi đâu. Em không có một mình, Phát Đạt có rất nhiều người một lòng một dạ, rất tận tâm. Vô ích thôi, em nghe lời anh đi. Anh chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho em mà thôi. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian tới đây để gặp em. Việc của Phát Đạt em sẽ tự mình giải quyết. Em đi trước. Thanh Vân à. Thanh Vân. Thanh Vân. Anh Hai, tại sao anh lại làm như vậy? Lại chuyện gì nữa đây? Mục đích của anh là gì vậy? Anh hại anh Đăng Duy chưa đủ sao? Bây giờ lại hại luôn cả chị Thanh Vân nữa. Cậu ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Tôi làm gì mà hại Thanh Vân? Anh chờ ở đây đi. Đây là cái gì? Nó trong phòng anh đó. Đưa Mỹ Ngọc lên sân thượng hôm đó không phải là anh thì là ai nữa? Tôi đưa Mỹ Ngọc lên sân thượng làm gì? Bị điên rồi hả? Tấn đã nhờ anh chuyển lời tới chị Thanh Vân vụ mấy căn hộ diện giải tỏa bị hâm dọa. Tại sao anh lại không chuyển lời? Tôi quên. Là tôi quên, tôi không nhớ, làm sao tôi nói được? Anh không hề hối hận những gì anh đã làm hả anh hay? Anh có thể ngủ yên khi gây ra tội ác hả anh hay? Tôi gây ra tội gì? Cậu nói đi. Cái chết của anh Đăng Duy, anh đừng nói với em là anh không liên quan nha. Cậu bị điên rồi hả? Đăng Duy chết là do tai nạn, tự nhiên bây giờ cậu lo tôi già là sao? Nè, sức chịu đựng của người có giới hạn. Nếu còn một lần nữa cậu ăn nói hồ đồ kiểu đó thì tôi và cậu sẽ chấm dứt tình anh em. Anh Hai. Anh Hai. Anh Hai, em cũng mong mọi chuyện không phải do anh Hai. Em mong đó không phải là anh Hai của em.
có người ra tay đúng không? Phải, đúng là có người cố tình dụ Mỹ Ngọc lên sân thượng. Cậu có nghi ngờ lại không? Lại là Tuấn Kiệt nữa sao? Em không muốn tin đâu, nhưng mà đúng là có nhiều điều khiến em nghi ngờ. Chính anh Tuấn Kiệt làm điều đó. Tuấn Kiệt làm như vậy để làm gì chứ? Mỹ Ngọc chỉ là con bé khờ khạo, sao cũng không tha cho nó vậy? Anh bình tĩnh đi, anh đừng có nóng. Lúc này mà anh nóng là coi như hư việc hết. Khốn kiếp! Khởi, cậu phải tìm cho được bằng chứng anh của cậu với tên Khiêm cấu kết với nhau. Anh xác định người cấu kết với anh Tuấn Kiệt chính là anh Khiêm mà. Sâu chuỗi lại thì tất cả mọi việc hết sức rõ ràng. Chỉ có bà mẹ kế của anh mới có khả năng có được những chứng cứ mà ba anh đã hãm hại ba má của Tuấn Kiệt. Vụ tham ô của anh cậu và tất cả những vụ lộn xộn vừa qua ở Phát Đạt đều có bàn tay của tên Khiêm đó nhúng vào. Anh cậu chỉ là công cụ của họ mà thôi. Có một việc vô cùng quan trọng mà anh cần phải biết. Anh Đăng Duy, em có thể xin anh một điều được không? Cậu nói đi. Em xin anh hãy nương tay với anh Tuấn Kiệt. Cậu phải ráng kiềm anh hai của mình lại, đừng để cậu ấy lún sâu. Nếu không sẽ không còn phương cứu chữa nữa đâu. Mỹ Ngọc kêu anh Tuấn Kiệt là thiên thần hộ mệnh, còn nói ảnh hứa mua mặt nạ cho nó. Không lẽ chính anh Tuấn Kiệt đã dụ Mỹ Ngọc lên sân thượng? Mỹ Ngọc không nhận lầm người, nhưng mà anh Tuấn Kiệt làm vậy nhằm mục đích gì? Thanh Vân à, hôm nay em đi đâu cả ngày, anh và mọi người lo lắng cho em lắm. Em dẫn Mỹ Ngọc đi chơi loanh quanh thôi. Em à, anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Xin lỗi anh, em có hẹn điện thoại với bạn rồi. Thanh Vân à, thương anh tới vậy, tại sao lại phản bội lòng tin của anh?
Như vậy là cậu muốn tìm ra người đứng sau vụ này. Vụ việc có liên quan tới anh của tôi, nên tôi sẽ làm rõ vụ này, coi như là chuộc tội cho anh hai của tôi. Tôi hỏi cậu nè, cậu có tin là anh Tuấn Kiệt quên không báo cho chị Thanh Vân biết về vụ đó không? Tấn, tôi không giấu cậu, thật ra tôi nghi ngờ chính là anh Tuấn Kiệt và một vài người của Phát Đạt đang cấu kết với người ngoài nhằm lật đổ Phát Đạt. Việc này chưa thể nào đưa ra ánh sáng được, vì không có bằng chứng trong tay. Với lại tôi cũng muốn tìm được bằng chứng để buộc tội kẻ mà anh tôi đang cấu kết. Tấn, cậu giúp tôi nha. Tôi nói với ông rồi, chuyện gì có lợi cho Phát Đạt tôi cũng sẽ làm hết. Cô nghĩ tôi sẽ giúp Phát Đạt sao? Dạ, nếu chú giúp Phát Đạt, lần sau nếu chú có việc cần, nhất định Phát Đạt sẽ hỗ trợ lại. Phát Đạt đã hất tay trên của Thành Công bao nhiêu dự án, cô còn kêu tôi giúp đỡ à? Cô ngây thơ quá. À, hay cô chưa hiểu được những ân oán giữa Thành Công và Phát Đạt bao nhiêu lâu nay? Dạ thưa chú, trong làm ăn cạnh tranh là chuyện bình thường, nhưng nếu chúng ta biết mở lòng tương trợ lẫn nhau, chuyển thù thành bạn thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc nuôi dưỡng hận thù rồi tìm cách sát phạt nhau. Cô nói nghe hay lắm, nhưng nếu đổi lại, lúc này người cần giúp đỡ là Thành Công, thì Phát Đạt của cô có nói được những lời nhân ái như vậy không? Hay là thẳng thừng từ chối không tiếp nhận? Dạ thưa chú. Thôi thôi thôi. À, không nên làm mất thì giờ cho cả tôi và cô. Tôi trả lời dứt khoát, tôi không thể giúp cô được. Dạ, dù sao thì con cũng cảm ơn vì chú đã đồng ý gặp con. Thật không hiểu nổi Phát Đạt lại nhờ Thành Công giúp. Cẩn thận nó Miễn Ngọc. Chị hai ơi, em nhức đầu quá à. Em bị sao vậy? Dạ, mỗi lần lên xe anh hai hay kêu em đem kẹo trong ba lô, nhưng mà hôm nay quên mang theo rồi. Khó không sao, không sao đâu. Nè nè, bây giờ em đừng nghĩ tới nó nữa. Em nhìn mọi thứ xung quanh xem, bây giờ vô tới nhà rồi, mình lên lầu nằm nghỉ nha. Ăn kẹo nữa? Rồi, ăn kẹo nữa. Đi. Xem chút nữa là ói rồi. Nè, em khỏe chưa? Dạ, đỡ một chút rồi. Nghe chị hai dặn nè, mai mốt đi ra đường nhớ nắm chặt tay chị, không được buông ra. Dạ. Để không bị lạc mất. Em nhớ phải nghe lời chị, nhớ chưa? Dạ. Thanh Vân à, vai trò của em là gì trong vụ này vậy? Không thể để tình trạng này kéo dài được nữa. Con phải có được Thanh Vân thì cái gia sản này mới về tay con được. Nhưng con đã làm tất cả mọi cách rồi mà cô ấy vẫn không đồng lòng. Nè,
không tự nguyện thì cưỡng bức. Quay phim, chụp hình lại, nếu cần sẽ dùng cái đó để khống chế nó. Nó vẫn còn mang nặng ân tình với con, sẽ không dám chống đối lại. Nhưng mà mẹ có cần phải làm như vậy không? Đây là bước đi quan trọng và quyết định kế hoạch của mẹ con mình. Con không được để cảm tình riêng tư lấn át trách nhiệm mà hai mẹ con mình đã quyết tâm làm. Nhưng mẹ à, không có dưng nhĩ gì hết. Mẹ nhắc lại lần nữa, nếu con còn lưỡng lự, đừng nhìn mặt mẹ. Phần của mẹ, mẹ sẽ cố gắng khuyên nó lần nữa, để coi nó có thay đổi gì không. Nếu không được thì ngày mai con làm liền đi. Thôi, con cứ vui vẻ lên đi. Thiệt á? Đừng mà, Mỹ Ngọc. Em phải nhớ lời chị dặn, không được nói những chuyện này cha biết. Nhớ chưa? Nhất định. Em không có được để cho mẹ biết là em nhớ ra bất cứ chuyện gì. Em đừng có quên lời chị dặn đó nghe chưa? Nhất định. Chị hai sẽ đòi lại công bằng cho mẹ em, cho ba em và cả anh hai em nữa. Chị sẽ bắt mẹ con họ phải đền tội. Đó, nó biết rồi sao? Làm sao nó biết được chứ? Đã biết hết những chuyện của tôi từ lúc nào? Từ lúc nào hả? Mỹ Ngọc, em qua đây. Thiệt là tội nghiệp cho mấy người, chưa tới lúc thì bí mật đã bị tôi biết được. Mà cô đã biết hậu quả như thế nào rồi ha? Mau vô đây, mày, vô đây, mày, vô đứng đây. Lại, mày đứng lại. Được rồi, còn cô và con khùng ở trong đó được bao lâu? Con khùng kia, đã đến lúc mày phải đoàn tụ với gia đình của mày rồi. Đã hơn 20 năm tao đã cầm đắng nuốt cay để mà nuôi dưỡng mày, nuôi dưỡng đứa con của kẻ thù đã hại chết gia đình của tao. Con biết là tao đau khổ lắm hay không? Và tao đã cố ý cho mày uống thuốc để mày càng khùng, để mày không bao giờ nhớ nữa. Mày buộc đắp được cái chết của con tao cho cha mày gây nên. Mày hôm nay mày đã tỉnh lại, mày nhớ được những gì? Mày nhớ được những gì? Mày nhớ được chuyện gì? Ra đi, mày ra đi. Mày muốn cái gì? Mày nhớ được chuyện gì? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ bị làm sao vậy mẹ? Mẹ à, người đâu, người đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ vậy mẹ. Người đâu, người đâu rồi? Cô ơi, tình hình mẹ tôi như thế nào rồi? Tình hình bà ấy đang rất nguy kịch. Anh theo tôi gặp bác sĩ.
bác sĩ có việc cần trao đổi với anh. Được, cảm ơn cô. Hồi nãy anh vô tình nhìn thấy em, đường thì vắng, anh sợ lỡ xảy ra chuyện gì á nên anh mới chạy theo em. Vậy sao anh không công khai chạy tới nói chuyện với em? Anh có biết là hồi nãy em sợ như thế nào không? Em cứ tưởng là có tên biến thái nào bám theo em. Anh xin lỗi. Anh rất là quan tâm tới em, đúng không? Thì là bạn bè, quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Bạn bè. Anh Tấn, em vẫn đang chờ anh mở lòng với em. Thôi, cũng trễ rồi, em đi về đây. Để anh đưa em về. Trời tối, để anh đưa em về nha. Anh Tấn, cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì đâu, anh cũng rảnh mà. Anh vô nhà uống miếng nước nha. Thôi, để khi khác đi, giờ anh về. Công việc ở Phát Đạt có tốt không? Cũng bình thường à. Anh cố gắng nha. Em tin với năng lực của anh, trong tương lai anh sẽ tiến xa hơn. Cảm ơn em. Em vô nhà đi. Dạ, anh về cẩn thận nha. Anh Tấn, sao anh không chịu mở lòng với em? Em vẫn rất yêu anh mà. Em sẽ tha thứ cho anh. Nếu anh Tấn thú nhận mọi chuyện, liệu là mình có sẵn lòng bỏ qua và quên đi chuyện đó hay không chứ? Hay là mình cứ giữ nó trong lòng? Thế mình còn chưa hiểu mình nữa. Hèn gì anh Tấn không dám nói chuyện đó cho mình biết. Mình làm sao vậy chứ? Anh ấy yêu mình, luôn luôn yêu mình, như vậy là đủ rồi. Sao mình còn lăn tăn nghĩ tới cái chuyện kia để làm gì chứ? Trời ơi, Khánh Hà ơi là Khánh Hà, mày muốn cái gì đây? Cô đã làm gì mẹ tôi? Tại sao mà tôi lại rơi từ trên đó xuống?
Tôi không có làm gì bác ấy hết. Vậy ý cô nói mẹ tôi ư rơi từ trên phòng nó xuống à? Tin hay không là chuyện của anh, tôi không thể nói khác được, vì đó là sự thật. Với lại tôi cũng không có lý do gì để xô bác ấy xuống hết. Không có lý do à? Hay là mẹ tôi đã cố tình tác hợp hai chúng ta lại với nhau, và cô đã chống cự nên xô mẹ tôi xuống dưới? Tôi đã nói với anh rồi, bác ấy sơ suất cho nên đã tự mình rơi xuống, chứ không có ai làm gì bác ấy hết. Tôi hy vọng bác ấy sẽ tỉnh lại, khi đó anh cứ hỏi thì mọi chuyện sẽ rõ chứ gì. Vậy tại sao mẹ tôi lại không rơi từ phòng khác mà rơi từ phòng của Mỹ Ngọc? Tốt nhất là cô nên cầu nguyện cho mẹ tôi tỉnh dậy, còn bằng không tôi không tha cho cô đâu. Quả báo là quả báo. Giải phẫu thành công, hiện nay mẹ cậu không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên do bị té ngã, cột sống và phần đầu bị va chạm mạnh nên bị tổn thương nặng, dẫn đến tứ chi bị tê liệt. Nói vậy mẹ tôi phải sống đời sống thường nhật sao bác sĩ? Không hẳn. Nếu mà được chăm sóc tốt, sau khi vết mổ ổn định sẽ bắt đầu những bài tập phục hồi chức năng. Kiên trì tập luyện thì tình trạng sẽ khá hơn. Tôi đã có trao đổi trước khi phẫu thuật những nhóm cơ có liên quan tới khả năng phát âm, như là cơ môi, cơ lưỡi, thanh quản đều đã bị liệt. Những tổn thương này không nằm ở trung khu não bộ trực tiếp điều khiển ngôn ngữ, nên khả năng ngôn ngữ của người bệnh vẫn còn. Người bệnh chỉ gặp những vấn đề phát âm, giọng nói khiến người đối diện không hiểu được họ đang nói gì. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào cậu, gặp lại cậu sau. Bây giờ cũng biết phải làm sao chứ. Bây giờ con biết là khi mẹ gửi con vào gia đình ba năm, mẹ đã bước cho một canh bạc lớn. Mẹ đặt cược bằng cả cuộc đời mình. Mẹ đã phải chịu đựng nhục nhã, đau khổ để bù trả mối hận thù này. Canh bạc chưa hết mà, tại sao bây giờ mày lại nằm đây chịu sự đau đớn như thế này? Bây giờ con phải làm gì đây? Con biết phải làm sao đây? Mày nói cho con biết đi. Mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch rồi mà, sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi, nhanh thôi. Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi quá, nếu cần thì ở nhà vài ngày, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân cậu. Cảm ơn chú. Thật ra chuyện đó cũng không cần, tại vì trong đó con đã thuê người chăm sóc cho mẹ con rồi. Bây giờ vô đó quanh quẩn cũng không làm gì được. Mạnh mẽ như vậy là tốt. Mẹ cậu rất tự hào về cậu. Tiếp theo cậu sẽ làm gì?
vẫn như kế hoạch này ra. Ra tay với các công trình của Phát Đạt trước. Tốt, quá tốt. Mình phải làm vậy thôi, không thể nhân nhượng được. Anh Khiêm, hồi nãy tôi có vô bệnh viện thăm bác gái. Xem mẹ tôi chết hay chưa chứ gì. Tôi với bác gái đâu có thù hận gì sâu sắc, mà tôi phải mong bác ấy chết. Con người tôi như thế nào anh cũng biết rõ mà, sao anh nói những lời đó khó nghe quá. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi, cô không còn là thanh niên của ngày xưa nữa. Tôi có chuyện cần nói với anh. Chuyện gì? Cô nói đi. Bây giờ bác gái đang ở trong bệnh viện, nhà chỉ còn tôi với Mỹ Ngọc. Anh là đàn ông sống chung như vậy, tôi e là không tiện. Cô muốn đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Không phải tôi đuổi. Tôi nghĩ anh về nhà của anh sẽ tốt hơn cho cả hai. Lúc anh về đây, muốn mẹ con anh được gần gũi, cho nên tôi đã không phản đối. Nhưng bây giờ thì... Được lắm. Cô được lắm. Cô được lắm. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô nắm trong tay số tài sản to lớn này là cô sẽ được tất cả. Đừng tưởng cô đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn là ghê gớm lắm. Tôi cho cô biết, từng thứ một sẽ sụp đổ ngay trước mắt của cô. Cô chờ xem, rồi cô sẽ hối hận vì không về bên cạnh của tôi. Chờ mà xem. Không sợ. Không việc gì phải sợ. Anh ta sẽ không dám làm gì mình đâu.